Cạnh tranh bán rẻ, người mua ghế massage đang gặp phải những cái rủi ro gì? Xin chào tất cả mọi người, tôi là Sơn, tôi là chuyên gia trong cái lĩnh vực ghế massage nội địa Nhật. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ tới tất cả các quý cô bác và anh chị em những cái rủi ro mà người mua ghế massage có thể gặp phải khi mà ra ngoài thị trường mua những cái sản phẩm mà giá rẻ mà các đơn vị bán hàng người ta đang cạnh tranh, đang bán cho mọi người. Chắc hẳn trong chúng ta ấy, khi đi mua ghế massage ấy, thì chắc chắn có những người ấy là đi mua ấy là chỉ nhìn vào giá thôi và thấy nó rẻ thì mua, hoặc là đơn vị này nó rẻ hơn đơn vị kia thì chúng ta mua, chứ chúng ta không có nhìn được thấu đáo và sâu xa đằng sau của những cái giá rẻ đó nó là gì. Kể cả hàng Trung Quốc mới cho tới những cái hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng, nó sẽ có những cái rủi ro ở phía đằng sau mà chúng ta cần phải nhận dạng nó ra, và chúng ta nhất định chúng ta cần phải biết trước khi chúng ta đi mua hàng. Nếu chúng ta thiếu kiến thức, chúng ta không am hiểu, chúng ta không biết được tường tận mọi thứ thì rất dễ sa vào bẫy giá rẻ của những cái đơn vị bán hàng hiện nay. Thời buổi kinh tế khó khăn thì người mua luôn luôn muốn tiết kiệm tiền cho mình, và muốn là những cái sản phẩm mình mua lúc nào nó cũng phải là rẻ nhất. Thì thấy đơn vị này báo 10 đồng, đơn vị kia báo 9 đồng hoặc là 7 đồng, thậm chí 5 đồng, thì mọi người thấy rẻ thì mọi người lao vào mua luôn, không cần suy nghĩ, không cần biết là sản phẩm nó như thế nào, dịch vụ nó ra làm sao, rồi đằng sau những cái giá rẻ đó nó là gì. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho mọi người những cái rủi ro mọi người có thể gặp phải như sau. Cái thứ nhất đó là hàng chất lượng kém. Đương nhiên rồi, giá rẻ thì chắc chắn là không có chuyện ngon được. Hàng giá rẻ thì cái chất lượng nó rất là thấp, thậm chí là mọi người có thể nhận lại những cái sản phẩm hàng giả, hàng nhái. Có thể là khi mọi người mua ấy, thì mọi người cũng chưa đủ kiến thức để mà tìm hiểu hết được những cái sản phẩm đó đâu. Mọi người chỉ thấy nó rẻ mua. Như ví dụ như hiện nay, những cái sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc thì nó tràn lan rồi, và nó đã nhảy sang cả cái hàng nội địa Nhật, nó nhái, bởi vì nó biết rằng là những cái sản phẩm của nội địa Nhật ấy thì nó rất là tốt. Tuy nhiên giá cao, và lợi nhuận mỏng, nên họ sẽ tìm đến hàng nội địa Nhật bằng cách là họ lấy những sản phẩm của Trung Quốc với cái giá rất là rẻ về in giả tem mác, in giả thương hiệu, in giả xuất xứ, tất cả đều ghi made in Japan, tại Nhật chẳng hạn. Đấy. Và làm giả các cái giấy tờ CO, CQ, hải quan các kiểu luôn. Đấy, để lừa bằng được người người mua thì thôi. Rất nhiều người không có kiến thức, không hiểu gì cả, nên là khi mà những cái đơn vị họ làm ăn chột vật đấy, họ tư vấn ấy, thì họ nói không có đúng sự thật. Họ cố gắng chứng minh những cái sản phẩm đó là nội địa Nhật, mặc dù cũng chẳng ai yêu cầu. Thì nó thể hiện một cái sao, ông đang chứng minh những cái hàng giả nó thành thật, chứ còn hàng thật rồi ông không việc gì phải chứng minh. Người mua khắc người ta sẽ tự tìm hiểu và tự biết thôi, không cần chứng minh. Cái hàng nội địa Nhật nó rất là dễ tìm mọi người, chỉ cần
đánh cái mã là mọi người có thể ra được ngay những website bên Nhật họ đang bán. Tuy nhiên hiện nay thì cũng có một số đơn vị họ còn tinh vi tới cái mức là họ làm giả những website tiếng Nhật, làm giả website tiếng Nhật luôn, làm giả tem mác rồi giả giấy tờ, giả cả website tiếng Nhật. Mà cái người nhiều khi cái người có kiến thức, có am hiểu đi mua còn khó, chưa nói gì tới các ông bà hay là cụ già hoặc là chị em phụ nữ. Chỉ thấy nó đẹp, nó rẻ thì mua thôi. Cái dễ làm giả nhất là những cái sản phẩm mà mới ấy. Mới là dễ bị dính hàng giả nhất, bởi vì những cái sản phẩm mới của Nhật nội địa thì giá thường nó rất là cao. Chỉ có hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì nó mới rẻ thôi. So với hàng nội địa Nhật, hàng chuẩn thì nó rẻ, nhưng so với cái chất lượng của nó thì nó quá đắt, vì là những cái sản phẩm đó chất lượng nó kém, nó lỏng, thì dùng chỉ được khoảng độ đôi 3 năm là vứt bỏ thôi, trong khi cái hàng của Nhật thì có thể dùng đến 20-25 năm nó là bình thường. Đó, với cái hàng nội địa của Nhật thì tuổi thọ nó rất là bền, rất là cao. Và đặc biệt nữa là những cái hàng mà giá rẻ mà của Trung Quốc ấy thì mọi người sẽ thấy rằng là những cái sản phẩm đó dùng nó chẳng có tác dụng gì đâu, nó chất lượng rất là kém, sơ sài, dùng nó không có hiệu quả trong cái việc là hỗ trợ trị liệu cho cái người đau lưng hoặc là mệt mỏi chẳng hạn, nó không có tác dụng hỗ trợ và nó cũng không có tác dụng hồi phục sức khỏe. Cái rủi ro thứ hai đó là phí vận chuyển cao. Khi mà mọi người mua những cái sản phẩm giá rẻ hoặc là những cái sản phẩm mà nội địa Nhật nhưng mà giá nó thấp hơn hẳn đấy, thì người ta có thể bù đắp lại bằng cách là tăng cái phí vận chuyển lên. Thể người ta sẽ nghĩ ra những cái phí nọ phí kia để bù đắp lại cái giá mà người ta đã bán thấp như thế. Thì tâm lý người mua thì lúc nào cũng chỉ thích là hàng nó rẻ, nó rẻ nhưng mà vẫn thích nó hàng chất lượng cao. Một cái nghịch lý nó là như thế này: nếu mà hàng nó tốt thì chắc chắn thì nó sẽ không có rẻ đâu. Còn cái hàng rẻ thì mọi người sẽ nhận phải những cái hàng chất lượng kém thôi. Cái gì nó cũng có giá của nó hết, không cái gì rẻ mà nó lại chuẩn chỉ mà lại tốt mà lại ngon cả. Bởi vì nó như thế này, những cái hàng mà đẹp ấy thì mình phải mua đấu giá với nhiều người thì không có chuyện mua được giá rẻ đâu. Còn những hàng mà nó chất lượng nó thấp hơn hoặc là hàng cũ nát rồi dùng quá nhiều thì nó mới có rẻ thôi. Một trong những biểu hiện hàng chất lượng kém nữa là cái hàng giá nó rẻ hơn hẳn so với thị trường để chèo kéo khách hàng. Tâm lý khách hàng chỉ thấy rẻ là lao vào mua thôi, chứ cũng không có xem xét hay cân nhắc gì cả. Cái rủi ro thứ ba đó là hàng đã qua sửa chữa. Với những cái hàng, tôi nói riêng với những hàng nội địa Nhật, những hàng đã qua sử dụng thì cái người bán ấy, người ta đã bán rẻ thì đương nhiên người ta phải hạ thấp cái giá đầu vào, cái chi phí đầu vào. Người ta hạ thấp bằng nhiều cách. Cái thứ nhất đó là người ta sẽ nhập những sản phẩm đã qua sửa chữa, hoặc là những sản phẩm chất lượng kém, phục dựng lại, bán giá rẻ cho mọi người. Chỉ có những hàng đấy thì nó mới rẻ, thì nó mới có lợi nhuận thôi. Chứ mọi người thấy đấy, bán hàng mà hàng tốt, hàng đẹp mà bán rẻ thì làm gì có lợi nhuận. Đó, bán người ta bán người ta phải có một cái lợi nhuận nào đó thì ta mới bán chứ. Bây giờ tự dưng nó thấp, bán thấp hẳn hơn thị trường. Ông kia 10 đồng, ông kia này 8 đồng, ông này 7 đồng, ông này muốn tụt hẳn xuống 5 đồng thì đương nhiên là phải nhập những cái hàng giá rẻ thôi.
thì cái rủi ro nó sẽ tiềm ẩn ở phía sau. Rất nhiều người thì không chú ý đến những cái vấn đề đấy. Ông kia bán 10 đồng, ông này bán 8 đồng phát nhảy sang mua và đã có suy nghĩ là cái ông bán 10 đồng kia là bán đắt rồi. Đấy, ông này ông ấy ăn dày rồi. Đấy, ông này ông ấy ăn đậm quá. Chứ người ta đâu có biết được được rằng là người ta bán giá 10 đồng đó là những cái sản phẩm nó cực kỳ chất lượng, nguyên bản zin và dịch vụ tốt. Chứ người ta không hướng tới những cái sản phẩm kém chất lượng và cái dịch vụ tồi đó. Nên là mọi người hãy cẩn thận với những cái tin đăng, những bài đăng câu lên giá rẻ để thu hút khách hàng. Đấy. Các cụ bảo rồi, cái miếng format này thì nó chỉ có ở trong cái bẫy chuột thôi. Nên là những cái gì mà ngon thơm bổ rẻ ấy, thì mọi người hãy chú ý để tránh sập phải bẫy giá rẻ. Cái rủi ro thứ thứ tư mà mọi người có thể gặp phải đó là mọi người sẽ nhận phải những cái hàng bãi, hàng bãi chứ không phải là cái hàng đấu giá. Người ta sẽ sập xí sập ngầu. Nói rằng những cái hàng bãi đó là hàng đấu giá nhưng thực ra không phải, đó là những hàng nó đã rất là cũ nát ở ở bên Nhật rồi. Về người ta may lại ra, phục dựng lại, rồi là thậm chí là in giả cả tem, in lại cả tem. Có những con ghế tôi đã thấy một số shop người ta bán rồi, có cái ghế đó nó không ghi tem chuẩn, nó không ghi date ở cái tem đâu, nhưng mà người ta in lại và cho cái date đời thật cao lên. Ví dụ con ghế nó 2017 thì người ta in lại và đánh cái chữ 2020 21 vào đấy để cho đời nó cao lên, cho nó dễ bán. Mặc dù là hàng hàng phục dựng, hàng may lại, làm lại, sửa lại, và sau đó người ta in lại tem và cho cái năm sản xuất ở tem đấy nó cao lên để đánh lừa người người mua, những người thiếu hiểu biết về những sản phẩm ghế massage nội địa. Để mà phát hiện ra được những cái đấy thì phải những cái người thợ lành nghề như chúng tôi làm lâu năm rồi, thì chúng tôi nhìn liếc qua cái chúng tôi biết ngay. Nhưng những cái người mà không có kinh nghiệm thì rất dễ bị sập bẫy, chắc chắn là sập bẫy luôn, dính đòn ngay. Thứ nhất là thấy đời cao, thứ hai là giá rẻ, thứ ba là thấy nó mới. Mới thì ham đúng không ạ? Hàng Nhật đời cao, giá rẻ, mới. Đấy, thì mua luôn. Nhưng mà người ta đâu có biết rằng cái hàng đó đời cao đó thì nó là do người ta in lại tem, là thứ nhất. Mới thì nó do là người ta may lại ra. Đấy, may lại ra. Đấy, hoặc hàng phục dựng lại. Đấy, giá rẻ bán cho mọi người. Mọi người biết rồi, những hàng mà đã lỗi, đã sửa chữa rồi ở bên Nhật thì cái giá nó sẽ rẻ hơn so với những hàng dùng lướt ở bên đó rất là nhiều. Đấy, hàng 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 sửa chữa hoặc là hàng lỗi rồi, hàng dùng quá nhiều rồi, thậm chí là có những cái hàng ấy là người ta cho thuê làm dịch vụ, người ta cho thuê dịch vụ ở bên Nhật. Nên là hết cái thời gian cho thuê làm dịch vụ đó, người ta thanh lý thậm chí hàng năm chục, hàng trăm con một lúc. Đấy, nên là khi mà về Việt Nam thì giá nó cực kỳ rẻ, cực kỳ rẻ, thì người ta sẽ may và phục dựng lại, bán giá rẻ cho mọi người. Thì có khách thì cũng phát hiện ra và cũng có điện cho tôi, thì cũng bảo rằng ô em ơi, anh thấy chỗ này có những con nó bán rất rẻ, nó chỉ bằng da lửa của em thôi. Nhưng mà sau anh nhìn kỹ mới biết là cái hàng của em nó chất lượng, nó đẹp hơn hẳn. Kia là anh đến tận nơi xem là nó vỡ mộng, nó là
hàng đó đã sửa chữa rồi, may ra lại, hoặc là những cái hàng đó nó không còn nguyên bản nữa, máy nó rệu rạo rồi, dùng quá nhiều thì máy nó rệu rạo rồi, đúng không ạ? Nó không còn chắc chắn nữa, cái tuổi thọ còn lại nó không còn nhiều nữa, thì sau này cái nó rất dễ phát sinh ra lỗi. Đấy, hoặc là nó nay nó hỏng mai ngày kia nó hỏng, thì mình khi mình đang mua một con ghế ví dụ mình đắt hơn vài triệu mà nó nguyên bản, nó dùng ít thì mình có thể sử dụng hàng chục năm không vấn đề gì, nhưng mà mình mua con ghế nó rẻ hơn độ 4 5 triệu chẳng hạn, thì về dùng được 1 2 năm, thậm chí vài tháng, nay nó hỏng ngày kia nó lỗi. Thì khi mà bảo hành thì mất cả tháng cũng không xong chẳng hạn. Đó thì mình vừa mất thời gian, mất việc, đúng không? Mất thời gian, mất việc, mất công sức, rất nhiều cái. Đấy, nên là mọi người mà tham tham những cái đồ rẻ đó thì sẽ thường là dính những cái sản phẩm chất lượng kém là nhiều, vì những hàng còn tốt thì nó sẽ không có rẻ đâu. Đấy. Nên là các bác các anh chị em khi mua mua hàng thì mình phải tính toán và lường trước được những cái rủi ro có thể mình gặp phải như thế. Tôi chia sẻ như thế để cho mọi người biết, để nắm được rằng là phía sau những cái hàng giá rẻ đó là có rất nhiều thứ mình cần phải cân nhắc. Không có gì mà rẻ bổ mà lại ngon được. Cái gì nó cũng có giá của nó thôi. Cái rủi ro thứ năm mà tôi chia sẻ với mọi người đó là một số những cái hàng của Nhật là nó là dạng hàng ngập nước mưa. Đấy, mọi người biết rồi ấy, những cái hàng hàng bãi, hàng đấu giá thì ít, nhưng cái hàng bãi ấy, thì cái điều kiện bảo quản nó rất là kém, thường thì nó vứt ở ngoài mưa ngoài nắng hoặc là những nơi nó ẩm thấp, nó dẫn tới cái tình trạng là rất dễ bị lỗi mên, lỗi mạch, lỗi động cơ. Nếu có xử lý được thì cũng chỉ được một thời gian thôi là nó lại bị lại. Khi mà để một cái điều kiện ẩm thấp nó không được bảo quản tốt, hoặc là vứt ngoài mưa ngoài nắng, hoặc là mình để những cái nơi trũng, khi mà có những trận mưa chẳng hạn, thì nó ngập, nó ngập nửa con ghế luôn. Thì nó chỉ cần ngâm nước một thời gian thôi, hoặc còn vài ngày thôi, thì cái con ghế đấy có sấy khô hoặc là có tẩy rửa lại thì dùng nó cũng không được bền nữa. Tôi đã từng xử lý những con ghế đó cho một số khách rồi. Khi người ta đi mua người ta thấy rẻ hơn hẳn, thì người ta quất luôn về dùng được 3 7 21 ngày thì nó hỏng lên hỏng xuống, nó lên hỏng lên xuống thì lại gọi cho tôi nhờ tôi hỗ trợ. Khi hỗ trợ thì tôi tháo ra toàn bùn đất ở bên trong thôi, nó ngập nước mưa mà, toàn bùn đất ở bên trong. Chúng ta nhìn ở bên ngoài chúng ta sẽ không biết được nó như thế nào đâu, nó cũng như kiểu là ô tô cũng thế, ô tô ngập nước chúng ta nhìn bên ngoài không biết, chỉ những người thợ lành nghề rồi, người ta có chuyên môn rồi, người ta nhìn mới biết, người ta nhìn thì người ta mới biết, chứ còn người dân thường thì nhìn bên ngoài nhìn con nào cũng như con nào ấy, đâu có phát hiện được ra, rất khó có thể phát hiện, chỉ cái người thợ người ta trực tiếp kiểm tra thì mới phát hiện ra được thôi, còn không thì mọi người cũng không không biết được đâu. Nếu mà người ta làm kỹ hơn, người ta lấy những con đó rửa ráy về lắp lại thì chúng ta cũng không biết được, bán rẻ cho mọi người thì cái tuổi thọ nó sẽ không được nhiều, thì có rẻ mà không không bền thì cũng thành đắt thôi. Mặc dù cái đồ của Nhật thì bình thường nó cực kỳ là tốt thôi, nhưng mà đồ điện tử mọi người biết rồi, điện bảo quản không tốt hoặc vẫn mưa vẫn nắng thì không cái đồ điện tử nào nó có thể chịu được. Cái kỵ nhất của đồ điện tử nó là nước,
hơi nước, ẩm thấp. Cái rủi ro thứ sáu mà mọi người có thể gặp phải đó là những cái hàng dựng hoặc là chắp vá lại. Hiện nay thì có một số đơn vị người ta chuyên đi gom, đi nhặt những cái hàng hàng hỏng, hàng lỗi về lắp ráp lại với nhau, con này mất đầu, con kia mất đuôi, về chắp lại với nhau thành một con, sau đó là dọn dẹp, may vá, sửa chữa lại, bán cho mọi người. Đúng ra những cái hàng hàng cũ nát đó thì phải hủy bỏ đi. Đây người ta lại không chịu bỏ, người ta còn cố mua về gom về thu về để tận dụng, để chắp vá với nhau và bán rẻ cho mọi người. Có những cái sản phẩm mà của khách hàng, của người dân dùng ấy, người ta dùng bị lỗi, người ta không sửa nữa thì người ta bán thanh lý có vài triệu thôi. Đấy, vài triệu, trong khi những cái con đấy ghế đẹp thì giá trên thị trường nó khoảng độ 40 triệu chẳng hạn, ví dụ thế. Còn người ta sửa cái con ghế vài triệu đó về bán 20 triệu thì mọi người thấy nó quá rẻ rồi đúng không ạ? Bán bằng nửa thị trường. Đấy, hoặc là ra nửa thị trường thì nó quá rẻ. Nhưng cái rẻ ấy thì người ta vẫn là siêu lợi nhuận. Chỉ có bằng cái cách là đi nhặt những cái hàng hàng lỗi như thế về về sửa bán thì mới có lợi nhuận thôi. Đấy, chứ nếu mà hàng đẹp thì bán rẻ thì làm gì có lãi, chắc chắn không có luôn. Đấy, mà những hàng đẹp bên Nhật ấy thì nó không có quá nhiều đâu, nó không có quá nhiều để cho mình lấy đâu. Mình có mua được thì cũng phải đấu chật vẩy ra thì mới mua được những cái sản phẩm tốt, sản phẩm đẹp. Còn người ta sẽ có hai cái xu hướng, một là nhật đi nhật hàng đó, hai thì cái xu hướng thứ hai như chúng tôi vẫn đang làm là chúng tôi tập trung đấu bằng được những con đẹp. Đấy, mình chấp nhận mình thả cái giá nó cao hơn, nhưng mình nhận là lại những cái sản phẩm nó đẹp, nó căng, và khi bán đến tay khách hàng ấy, khách hàng rất là vui và hài lòng. Quan trọng nhất là khách hàng nhận được hàng là sẽ hài lòng, chứ không có phàn nàn về những cái sản phẩm mình bán. Và mình có bán xong thì mình cũng kê cao đầu ngủ ngon. Còn bán những cái hàng kém chất lượng, rồi nay nó hỏng mai nó hỏng ấy thì nó có rẻ cũng thành đắt. Nên là cái này nó cũng ở cái định hướng kinh doanh của mỗi người thôi. Đấy, có người thì tập trung tới phân khúc giá rẻ, còn có người tập trung đến cái phân khúc cao. Đấy, nên là nó sẽ có cái sự phân ra rõ rệt. Thì mọi người muốn biết được thì mọi người cứ theo dõi tất cả những cái clip của shop, mọi người sẽ thấy được ngay là shop không có cái hàng giá rẻ. Đấy, không có những cái con gọi là khuyến mại siêu rẻ, hoặc là tri ân nọ tri ân kia, là shop sẽ không có đâu. Đấy, chỉ có hàng hàng chuẩn đẹp thôi. Đấy, chẳng có cái gì mà ngon mà lại rẻ cả. Đôi khi treo ra để gọi là nhặt được những con rẻ, treo ra để thu hút người người mua thôi. Chứ còn hàng mà ví dụ bây giờ mọi người nhập 10 đồng về, ấy, có dám bán 4 đồng 5 đồng cho người khác không? Chắc chắn là mọi người sẽ không thể nào mà chịu lỗ được như thế để làm những việc đó đâu. Đấy, chỉ có đi nhặt những hàng chất lượng kém về về bán cho mọi người thôi. Đấy, thì cái hàng Nhật thì nó rất là tốt, nhưng mà một số cái người mà làm ăn nó mang tính chất là lâu bền ấy, làm trục giật ấy, thì người ta sẽ lấy những hàng dựng bán cho mọi người, lấy những con Trung Quốc giả nội địa Nhật về bán cho mọi người. Mọi người khi mua thì không có biết, thường thường là mua rồi mất tiền rồi, sau tìm hiểu lại thì mới biết thôi.
Lúc ấy biết rồi thì cũng quá muộn, cũng chẳng làm được cái gì nữa, mất tiền rồi mà. Đấy. Đôi khi có những cái bài học thì nó rẻ, nhưng mà có những cái bài học ấy thì phải trả giá 5-70 hoặc là tiền trăm luôn. Đấy. Cái rủi ro thứ bảy mà mọi người có thể gặp phải đó là hàng không đúng như cam kết. Do là mua ở xa hoặc là mua online rồi là mua giá rẻ nên là cái người bán mà không uy tín, không chuẩn chỉ ấy, làm ăn chụp giật ấy, rất có thể người ta sẽ gửi những cái hàng chất lượng kém cho mọi người, những cái hàng rách lỗi hoặc là hàng không đúng như mô tả, treo ra những sản phẩm công khai giá thật rẻ, công khai giá thật rẻ, rẻ hơn hẳn so với thị trường chẳng hạn, để bán. Tuy nhiên là mọi người khi mà mua thì ngay tại điểm đó thường nó bị chi phối bởi cảm xúc, không có điều tiết được, không có lý trí, không có phân tích, không có tìm hiểu kỹ thì rất dễ quyết định bởi cái cảm xúc ngay lúc đó. Bởi vì là đang hỏi chỗ này 10 đồng sang chỗ này còn 7 đồng, mua mua quá, ui nó rẻ hơn chỗ kia, ông kia bán đắt đấy, mua chỗ ông này 7 đồng rẻ quá, mua luôn, không cần phải lăn tăn cái gì cả, kệ như nào tính sau, cứ rẻ thì chơi, đúng không? Khi mà mua ấy, giá rẻ thì đương nhiên đồng nghĩa với việc là cái chất lượng sản phẩm và cái chất lượng dịch vụ nó sẽ rất là kém. Người ta đã xác định làm những hàng tạp phế lù đó thì không cần đến uy tín. Đấy. Người ta chỉ cần lợi nhuận thôi, người ta tập trung lợi nhuận thôi. Đấy. Bởi vì người ta xác định lợi nhuận là trên hết, còn quyền lợi của khách hàng thì người ta sẽ không để ý. Mọi người có thể để ý cái shop ghế Nhật Sơn sẽ không bao giờ mọi người thấy được bất kỳ một cái sản phẩm Trung Quốc nào ở shop hoặc là những sản phẩm nhái nội địa Nhật nào. Mọi người sẽ không bao giờ tìm thấy luôn, vì shop khẳng định mọi người là sẽ không bao giờ bán. Ở Nhật có thì ghế Nhật Sơn có, chứ mình không trà trộn những cái hàng của Trung Quốc vào. Mình trà trộn thế thì cái lợi nhuận nó sẽ cao hơn rất là nhiều đấy, nhận lợi nhuận cao hơn nhiều, bán lời cao, vốn ít. Tuy nhiên cái lương tâm và cái đạo đức của mình không cho phép mình làm thế, có nghĩa là mình không thể làm như thế được. Mình cảm thấy là làm như thế thì nó lừa người tiêu dùng thì cảm giác nó rất là thất đức, không làm được. Thì có những người ta vẫn bất chấp tất cả, người ta vẫn làm đấy. Cái này nó phụ thuộc vào cái tư duy và cái lối suy nghĩ và cái phẩm chất đạo đức của mỗi người thôi. Đấy. Còn shop thì shop sẽ vẫn cứ giữ cái định hướng của mình là tập trung tới những cái hàng chất lượng và bán đúng giá cho mọi người. Một cái rủi ro nữa, cái rủi ro thứ 8 đó là những cái phí ẩn sau khi mua hàng. Một số người bán thì có thể người ta sẽ áp đặt những cái phí nó không rõ ràng khi mà mọi người đã đặt hàng. Do người ta bán rẻ nên là người mua rất dễ bị tính thêm các cái phí ẩn phía sau, như là các cái phí ví dụ như là phí vận chuyển này, phí thu hộ này, phí bọc ghế này, phí phụ kiện này, phí bảo hành này, phí đi lại này, phí biến áp này, vân vân. Người ta sẽ tính thêm các cái phí đấy, phí ẩn phía sau. Bởi vì là bán giá rẻ thì người ta sẽ tìm cách tính phí đằng sau và giảm cái chất lượng dịch vụ đi, cắt bớt đi. Nó sẽ cắt bớt dịch vụ đi. Thì bán rẻ thì cái chi phí nó sẽ chi phí để làm các cái dịch vụ khác ấy, thì nó sẽ không có, hoặc là có thì làm rất là
làm nó sẽ không đến nơi đến chốn. Cái rủi ro thứ 9 đó là không có bảo hành hoặc là hỗ trợ khách hàng. Thì hàng giá rẻ thì thường không đi kèm với cái chế độ bảo hành tốt hoặc là cái hỗ trợ khách hàng đầy đủ. Nếu mà sản phẩm của bạn có vấn đề thì các bạn rất dễ có thể gặp khó khăn khi mà yêu cầu đổi trả hoặc là sửa chữa sản phẩm. Hàng mình mua giá rẻ thì đồng nghĩa với cái việc là chất lượng kém, rất dễ có thể phát sinh ra hỏng hóc. Mà khi phát sinh ra hỏng hóc thì mình bảo hành nó sẽ rất khó, có thể người ta sẽ bảo hành cho rất khó. Hoặc nếu có bảo hành thì người ta sẽ đi thuê ở cái đơn vị thứ ba để sửa chữa cho mọi người. Người ta không có thợ thợ thuyền gì, hoặc là thợ không biết cách sửa chữa, không biết cách xử lý các cái sự cố, thì người ta sẽ đi thuê hết. Đi thuê thì nó cũng có cái rủi ro. Ví dụ như đi thuê cái người làm tốt thì không sao, nhưng mà cái người làm không tốt thì rất dễ phá hỏng cái con ghế của mọi người ra, và khi phá hỏng rồi thì cái con ghế đó nó lại thành xác bỏ đi, vô cùng lãng phí. Một cái điểm nữa là khi sửa như thế mọi người lại tiếp tục phải chịu các cái phí khác, các phí vận chuyển, phí đi lại, rồi phí phụ tùng linh kiện. Người ta có thể kê kê vống đây. Người ta bán hàng có thể bán rẻ cho mọi người, nhưng mà sau đó dịch vụ người ta sẽ làm nó không được có nghiêm túc, không làm chuẩn chỉ. Ghế chưa hỏng thì cứ báo hỏng, và hỏng nhẹ thì cứ báo hỏng nặng. Đấy, hỏng nặng thì cứ báo là không sửa được. Đấy, sau đó là để lấy xác những con ghế đó, hoặc là lại lấy chính những con ghế đó sửa lại bán cho người khác. Đấy, mua thanh lý của người trước với giá vài triệu, sau đó lại sửa lại bán cho người khác. Lại bán rẻ, bởi vì cái chương trình bán rẻ người ta chỉ có làm như thế thôi. Chỉ có làm đi lấy của nọ người nọ dúi cho người kia và nhặt những sản phẩm kém chất lượng, chỉ làm loanh quanh quẩn quẩn như thế thôi. Cái tư duy bán hàng giá rẻ nó chỉ được như vậy thôi, người ta cũng không có làm chuyên nghiệp được. Còn cái người tham của rẻ thì phải chấp nhận thôi, cũng không thể kêu ca hay oán trách người khác được, vì bản thân mình ham đồ rẻ thì mình chấp nhận thôi. Đấy, đồ rẻ đồng nghĩa với việc là chất lượng rẻ và dịch vụ rẻ, mọi cái đều rẻ. Đấy, cái đạo đức của người bán hàng cũng rẻ. Đấy, đó thì chính vì từ đó thì nó sẽ sinh ra cái rủi ro thứ 10, đó là mất thời gian và tiền bạc. Khi mọi người mua rẻ thì ngay lúc đó thì có thể nó sẽ tiết kiệm được một chút tiền, nhưng mà những cái chi phí về sau này nó sẽ nhiều hơn. Mình sẽ mất thời gian chờ đợi, sửa chữa, thậm chí là mình vứt bỏ con ghế đó luôn. Đó. Sản phẩm rẻ thì rất dễ sinh ra lỗi, hoặc là dùng nó không được như ý. Nó có thể là chất lượng nó sẽ rất là kém, và cái đơn vị bán rẻ đó họ sẽ làm không có chuẩn chỉ, nên là một con ghế gửi đi họ để mà sửa được có khi mất một vài tháng. Đấy, thì cứ ngóng với trông thôi. Đấy, ngóng với trông đến lúc có thể người ta có thể bảo hành đấy, nhưng mà cái thời gian chờ đợi nó rất là lâu, người ta không xử lý ngay cho mọi người. Đấy, người ta không xử lý ngay, vứt chồng đống ở những cái đơn vị thứ ba, những đơn vị sửa chữa vứt chồng đống đấy, thì mọi người có thể chờ hàng vài tháng chưa chắc là nhận được ghế. Đấy, thậm chí lâu quá rồi thì người ta lại bảo là hỏng hẳn, không sửa được. Đấy, thì lại mua thanh lý của mọi người thôi. Đấy, nên là
sản phẩm rẻ, chất lượng dịch vụ kém, hàng chất lượng thấp thì nó gây ra rất nhiều những cái phiền phức, vừa mệt mỏi, ức chế bực mình, rồi là làm mất thời gian, gián đoạn công việc, mất tiền bạc, nó sinh ra rất nhiều thứ. Ta mình mua sản phẩm nó ngay từ đầu, sản phẩm tốt, sản phẩm đẹp, dịch vụ tốt thì mình ăn ngon ngủ kỹ, nếu mà không may có xảy ra vấn đề gì thì người ta bán hàng, người ta có lợi nhuận thì người mới làm hết mình, người ta mới nhiệt tình chứ, đúng không? Chứ còn bây giờ người ta bán rẻ, như bán được con ghế mặc dù mấy chục triệu nhưng mà người ta không có vui, bán được con ghế không vui. Khách hàng mua được rẻ thì có thể vui đấy, nhưng mà cái người bán người ta không vui. Mà đã không vui thì sau này ấy, mọi người có nhờ hỗ trợ hoặc là bảo hành hoặc sửa chữa thì nó sẽ rất là khó khăn, nó sẽ rất là khó khăn. Nên là mình làm gì làm thì nó cũng phải hài hòa và cả hai bên nó cùng đạt được cái mục đích. Cái người bán hàng thì bán được hàng, có lợi nhuận, vui. Còn cái người mua hàng thì mua được sản phẩm tốt, giá hợp lý, vui. Đấy, thì cả hai cùng vui. Đấy. Đấy, mua hàng tốt, giá hợp lý, dịch vụ ok thì vui. Đấy, nó hài hòa. Chứ chạy đua theo giá rẻ ấy, rồi là tập trung đi đi ép giá người người bán ấy, để có lợi cho mình ấy. Sau đó là chỉ nghĩ rằng là mình đi ép giá người khác, mình có lợi cho mình thôi, chứ cũng không nghĩ cho người bán. Người bán người ta làm dịch vụ thì người ta cũng phải có lợi nhuận, có chi phí, thì người ta mới hết lòng hết mình. Chứ lúc nào chỉ nghĩ một chiều thì nó sẽ rất là khó, và thường sẽ nhận lại những cái sản phẩm và cái dịch vụ nó cũng rẻ tiền theo. Đấy, hàng rẻ thì chất lượng sản phẩm rẻ và cái dịch vụ nó cũng rẻ theo, rồi dẫn tới là cái đạo đức con người nó cũng rẻ theo. Đấy là những cái mà mọi người cần biết và nên nên tránh hoặc là thay đổi cái phong cách đi mua hàng. Đấy, nên là để giảm thiểu được các cái rủi ro khi mà đi mua hàng giá rẻ thì mọi người hãy chú ý đến cái lịch sử, cái quá trình bán hàng của các cái shop và các đánh giá của những người mua khác, những người mua rồi chẳng hạn. Đấy, để đảm bảo là mọi người đang mua sản phẩm từ một cái đơn vị uy tín và đã kiểm tra kỹ thông tin về sản phẩm, chất lượng về sản phẩm và các cái điều kiện giao dịch, để sau khi mình mua rồi mình không cảm thấy hối tiếc. Mua xong rồi hỏng lên hỏng xuống, sau đó gọi bảo hành mãi không được, nếu mà có bảo hành thì đợi mấy tháng cũng không xong. Đấy, thì lúc đấy mới bảo là biết thế mua của ông này ông kia, biết thế lấy cái hàng nó chất lượng cao hơn, đúng không? Đến lúc đấy mất tiền rồi mà tự dưng nó mang bực về về mình. Nên là mọi người khi đi mua hàng thì mình cần có một cái sự đánh giá, nhìn nhận một cách nó thấu đáo, chín chắn, và cũng đừng chạy đua theo cái sự cạnh tranh không lành mạnh, đi nhảy vào những cái hàng giá rẻ, người ta treo ra. Đấy. Đấy. Người ta treo ra như thế với cái mục đích là chèo kéo khách hàng thôi, còn khi mọi người mua xong rồi người ta sẽ không có làm đâu. Tất nhiên là người ta có thể người ta sẽ đẩy cái thời gian bảo hành lên. Tuy nhiên khi mọi người xuống tiền xong, nó cũng là mọi sự nó cũng xong. Chứ
mọi người cũng sẽ không được phục vụ một cách toàn tâm toàn ý nhất, và rất có thể mọi người sẽ mất mất đi hẳn con ghế đó. Tất nhiên là nó sẽ có trường hợp nọ trường hợp kia, sẽ có những người vẫn mua được những sản phẩm tốt, nhưng mà cái tỷ lệ mà mua phải những sản phẩm kém và dịch vụ kém nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Thường là nó sẽ là những cái sản phẩm giả và dịch vụ không ra gì. Đấy, chính vì vậy nên là mọi người cần hết sức cân nhắc và lưu ý khi đi mua những sản phẩm giá rẻ hoặc là những sản phẩm đã qua sử dụng nhưng mà người ta bán với cái giá thấp hơn hẳn. Đấy, trên đây là những cái rủi ro mà mọi người có thể gặp phải mà tôi đã vừa chia sẻ với mọi người. Rất mong mọi người khi xem được clip này thì mình có thêm cái kiến thức để đi lựa chọn và cái đơn vị bán hàng cũng như là lựa chọn cái sản phẩm giá tiền làm sao nó đạt được cái sự hiệu quả nhất, tối ưu nhất, và mình không phải hối tiếc khi mà đã xuống tiền. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi clip. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và lựa chọn được cái sản phẩm tốt về sử dụng và phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.